Giám đốc nhân sự hàng đầu của IBM tiết lộ cách gây ấn tượng với sếp, đường thăng tiến băng băng, đừng bao giờ ăn trưa một mình. Bắt đầu một công việc mới luôn là điều rất thú vị, nhưng song song với nó cũng sẽ là những áp lực trong việc tạo ấn tượng tốt với sếp và đồng nghiệp của bạn. Bàn về vấn đề này, Nicola Mergier, giám đốc nhân sự của IBM, người đã tuyển dụng và giới thiệu hàng nghìn ứng viên trong suốt 21 năm sự nghiệp của mình cho gã khổng lồ công nghệ này nói rằng có 3 bước nhỏ bạn có thể thực hiện để trở nên nổi bật và sớm đạt được thành tựu trong công việc mới. Thời điểm thích hợp để thực hiện những bước này là trong 3 tháng đầu tiên làm việc, khoảng thời gian mà các nhà quản lý coi là giai đoạn vàng quyết định bạn sẽ tiếp tục hoặc nghỉ việc đối với một công việc mới. Trong thời gian này, bạn có thể đặt ra những kỳ vọng và mục tiêu rõ ràng cho bản thân, bắt đầu xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa với đồng nghiệp và trở nên thoải mái hơn với những trách nhiệm công việc hàng ngày của mình. Dưới đây là ba mẹo để thành công trong ngày đầu, tuần đầu tiên và trong những tháng tiếp theo mà La Meria chia sẻ với CNBC Mix Ngày 1. Đừng bao giờ ăn trưa một mình. Kết nối với mọi người trong nhóm của bạn và các phòng ban khác nhau trong công ty của bạn là cách nhanh nhất để tìm hiểu về chính trị công sở, văn hóa nơi làm việc và tương lai của công ty. La Meria khuyên bạn mỗi tuần nên mời một đồng nghiệp khác nhau ăn trưa cùng mình, cho dù đó là cùng nhau ăn trực tiếp hay ăn trưa online với nhau. Hãy hỏi những câu hỏi về con đường sự nghiệp của họ, lời khuyên mà họ muốn cho một lính mới như bạn và những dự án mà họ hiện đang tham gia thực hiện. Nếu các vai trò công việc của bạn và đối phương có mối liên hệ với nhau, việc gợi ý rằng mình có thể làm gì đó giúp đỡ họ sẽ là một bước đi thông minh. Lammeria nói những cuộc trò chuyện này mang đến cho bạn cơ hội tìm hiểu đồng nghiệp của mình ở mức độ cá nhân và cao hơn nữa là cơ hội đặt câu hỏi về những điều đang diễn ra trong công ty mà bạn tò mò. 2. Xin phản hồi lammeria cho rằng thật hoang đường khi nghĩ rằng việc hỏi người khác giúp đỡ là một dấu hiệu của sự kém cỏi hay bất tài thay vào đó cô tin rằng điều đó cho thấy sự sẵn sàng học hỏi và mong muốn hoàn thành công việc theo cách đúng đắn hơn và đó là những phẩm chất mà những người thành công luôn có nhiều công ty đang hướng tới một nền văn hóa nơi sự phản hồi được đánh giá cao và được khuyến khích trong một số trường hợp người ta thậm chí còn mong đợi rằng các nhân viên sẽ trao đổi phản hồi một cách thường xuyên hơn trong tháng đầu tiên, hãy sẵn sàng chia sẻ bản nháp đầu tiên của bạn về một nhiệm vụ quan trọng hoặc email mà bạn không chắc chắn 100% với người quản lý hoặc đồng nghiệp của mình và hỏi ý kiến kỳ u ơ họ. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà quản lý đều giỏi trong việc đưa ra phản hồi. Vì vậy, thay vì xin một phản hồi chung chung, bạn cần cụ thể hơn. Chẳng hạn, trong lần trình bày đầu tiên tại một cuộc họp, thay vì hỏi cuộc họp đó có ổn không, bạn có thể đặt câu hỏi là tôi cần cải thiện điều gì để nó trở nên tốt hơn nữa là mơ diên nói ngày ba đừng ngại chia sẻ ý tưởng của bạn rất khó cho ai đó để lên tiếng trong các cuộc họp đặc biệt nếu họ là người mới nhưng hãy nhớ rằng bạn có thể là người ít kinh nghiệm nhất trong nhóm nhưng đó cũng là một siêu năng lực của bạn bạn đang mang lại một nguồn năng lượng mới và một quan điểm mới mẻ hơn về doanh nghiệp là mơ diên nói đừng ngại giơ tay trong buổi họp nhóm tiếp theo hoặc nếu cơ hội để nói không kịp đến với bạn hãy lập tức gửi một email phác thảo ý tưởng của bạn ngay sau đó cho người quản lý của bạn cnbc make it